Vào thời điểm từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2019, các tỉnh Tây Nguyên đã trải qua đợt dịch sốt xuất huyết bùng phát với hàng ngàn ca mắc bệnh. Năm nay mặc dù dịch sốt xuất huyết chưa thực sự bùng phát, nhưng với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên cùng với việc tích cực phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó có Sư đoàn 2, Quân khu 5 đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Hai buổi mỗi tuần, cán bộ chiến sĩ ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 lại được thông tin hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Những buổi học như thế này đã giúp bộ đội hiểu rõ hơn về dịch bệnh, thực hiện tốt nếp sống vệ sinh khoa học, lành mạnh, chủ động phòng ngừa cho bản thân và tích cực tham gia phòng chống bệnh, dịch tại đơn vị. Chúng tôi nên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trong đơn vị và phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ngoài thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị đã tổ chức phát quang, nạo vét, khai thông cống rãnh, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi và nhúng màn, mùng bằng dung dịch chuyên dụng. Cán bộ chiến sĩ được yêu cầu ngủ màn, mặc áo dài tay kể cả ban ngày. Quân y đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn để luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo quân y các cấp quản lý và nắm chắc cái tình hình sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, kịp thời phát hiện các cái dịch bệnh phát sinh trong đơn vị, tổ chức cách ly điều trị theo đúng quy định. Dịp này, bệnh xá sư đoàn 2 cũng được tăng cường phương tiện phòng chống lây nhiễm, thuốc, dịch truyền và trang thiết bị y tế để cấp cứu điều trị. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế được tập huấn chuyên môn về điều trị sốt xuất huyết. Bệnh nhân là nhân dân đang sinh sống tại địa phương khi khám chữa bệnh thì được khám sàng lọc, phân luồng, phân tuyến và thực hiện cách ly từ 7 đến 10 ngày nếu có dấu hiệu nhiễm bệnh. Đối với những trường hợp nghi ngờ có bệnh sốt xuất huyết, chúng tôi tổ chức khám sàng lọc và cách ly theo đúng quy hoạch để tránh lây lan, để tránh lây chéo cho các bệnh nhân khác. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa về vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là hóa chất tắm màn để diệt muỗi để cho địa phương phòng chống dịch xuất huyết tốt hơn. Từ đó, chúng tôi cũng ngăn chặn được sự lây lan của dịch xuất huyết vào đơn vị đóng quân. Hiện tại, ở Sư đoàn 2 Quân khu 5 chưa ghi nhận trường hợp quân nhân bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Từ kết quả và kinh nghiệm có được, đơn vị tiếp tục theo dõi, phát hiện, xử lý, dập tắt các nguồn lây bệnh nhằm duy trì tỷ lệ quân số khỏe để bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.